Thiên mục là một trong những loại men độc đáo, nổi tiếng, vốn dùng để tạo ra sản phẩm gốm sứ ở Trung Quốc và Nhật Bản từ những năm 960 đến năm 1279. Không giống với những dòng men thông thường khác, xương gốm Tử Sa được tráng men thiên mục. Khi nung ở nhiệt độ cao trên 1000 độ C, oxit kim loại nóng chảy sẽ tạo ra những hình thù độc đáo và màu sắc lạ mắt. Cùng với xu hướng hội nhập và phát triển, bên cạnh những sản phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc và Nhật Bản, tại thị trường Việt Nam đã xuất hiện loại men thiên mục Made in Việt Nam. Với mong muốn đưa sản phẩm gốm sứ có dùng men thiên mục đến gần hơn với người tiêu dùng Việt và mong muốn chinh phục một trong những loại men đỉnh cao của ngành gốm thế giới, anh Bùi Thanh Tùng đã dành nhiều thời gian, tâm sức để nghiên cứu và phát triển men thiên mục. Sản phẩm men thiên mục là một sản phẩm, nếu mà trên bộ trà thì là một sản phẩm đỉnh cao của men gốm sứ. Nó rất là khó bởi cái là cái nguyên tố hóa học trong men thiên mục ấy là không có gì khác ngoài oxit sắt 3. Và khi đấy là mình phải đốt và mình nung thế nào và mình hiểu cái sự chuyển hóa của sắt 3. Sau đấy là điều chế sắt 3 trở thành epsilon, một phần sắt 3 trở thành epsilon, và cái epsilon đấy nó sẽ có tác dụng với trà rất là tốt, và mọi người uống trà sẽ cảm thấy nó ngon và giữ được hương vị tốt hơn. Dòng thiên mục là cái dòng mà của người Trung Hoa, mà khi tôi nhìn thấy là thứ nhất là tôi có cái sự đam mê và có cảm hứng để khi cố gắng mình cũng chinh phục cái dòng khó này. Thứ hai nữa là cái dòng thiên mục về khoa học và cũng chứng minh là nó rất tốt, rất sạch. Và thứ hai là khi uống trà thì nó sẽ đẩy được cái vị trà tốt hơn, giữ được hương tốt hơn. Đấy, thành ra là nó tạo cái cảm hứng cho mình để mình chinh phục nó. Và cũng muốn là cái sản phẩm mà của người nước ngoài, nhưng mình cũng muốn chinh phục để làm là người Việt mình cũng được sử dụng một cái sản phẩm mang tính chất dòng khó và dòng tốt, và sẽ người Việt mình được sử dụng nhiều hơn. Sau nhiều lần thất bại với hàng trăm sản phẩm hỏng và nhiều ngày tháng chỉ ngủ ở lò gốm, cuối cùng ông Bùi Thanh Tùng cũng đã tạo ra được bộ ấm chén được tráng men thiên mục đầu tiên ở Việt Nam. Điều chế này, cách nung đốt này và nhiệt độ là rất là khắt khe để ra được một cái sản phẩm nó đồng đều. Ví dụ như trong một chuyến lò thì cũng có cái nọ cái kia, thế nhưng để mà khống chế được sự đồng đều như tôi đang làm là rất là khó. Thì cái dòng thiên mục này là khi muốn ra được thì phải có đất, mà cái đất phải chịu được nhiệt độ của cái môi trường khắc nghiệt khi điều chế cái men thiên mục. Thì tôi đã ra được một loại đất để trộn vào và phải có sức được chịu được nhiệt độ tốt thì mới đáp ứng được cái dòng men thiên mục này. Hy vọng những sản phẩm gốm mới không chỉ đẹp về màu sắc mà còn có tính ứng dụng cao như bộ ấm chén thiên mục của ông Bùi Thanh Tùng sẽ được người tiêu dùng đón nhận